một số bạn bình luận bảo là mình anh ơi hướng dẫn kiểu tóc này đi, thì ok ngày hôm nay mình sẽ ra clip hướng dẫn cho các bạn nha. Thì đầu tiên thì các bạn xem qua một kiểu tóc một xíu nha. Kiểu tóc size 364 đơn giản thôi các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vuốt một cái kiểu này, chỉ khoảng 30 giây là các bạn làm được luôn nha. Ok. Và trước khi bắt đầu thì mình xin trả lời một số câu hỏi. Một số bạn hay nhắn tin riêng với mình là tóc của các bạn uốn quá nhiều, nhuộm quá nhiều, hoặc là nó sơ rối tự nhiên mà không biết làm như thế nào. Thì cái đó cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần dùng một cái chai keratin như thế này, các bạn xịt đều lên cái tóc mình lúc mới gội đầu xong à, như thế này à, các bạn xịt uốn đều lên, xịt hẳn vào tóc, trúng da đầu cũng không sao luôn nha các bạn. À, cái chai này có tác dụng phục hồi tóc mỗi ngày nha các bạn. Nó cung cấp dưỡng ẩm keratin cho tóc của mình, thì tóc của mình sau khi khô tự nhiên hoặc là sấy khô gì đó nó sẽ bóng, nó sẽ dợn mềm mại hơn. Thì một hồi mình sẽ sấy khô cho các bạn xem, nó rất là mềm. Chai này á nó khoảng vài chục cành cho đến vài trăm cành, thì ở salon nào cũng có bán hết các bạn, nhưng mà người ta bán giá khác hoặc là cái hãng khác. Còn ở đây mình bán cái chai này thì 70 cành thôi. Thì các bạn mua ở đâu cũng có hết đó nha các bạn, nhưng mà hãng khác thôi. Hoặc là các bạn thích cái hãng của mình đang dùng thì có thể liên hệ với mình. Ok, và quay lại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vuốt một kiểu size 364 nha các bạn. Thì cách chia 64 là như thế này, các bạn canh ở cái đầu chân mày của mình nè, các bạn chỉa hẳn lên cho mình nha. Các bạn đầu tiên các bạn chỉa bằng cái ngón tay, hoặc là các bạn cái móng tay của mình nó không có thì các bạn chỉa như thế này, chỉa bằng cái lược. Mà mình khuyên các bạn sử dụng cái tay nha. Và những các bạn nào mà chưa có nếp á thì rất là đơn giản thôi, mỗi lần gội đầu xong tóc mình ướt nhẹp ha, cái mình chẻ ra giống mình, cứ chẻ như thế này khỏi sấy cũng được nữa. Rồi để tự nó khô nha các bạn, chẻ như thế này rồi để tự khô. Nè, các bạn thấy sau khi mình xịt cái chai nó mềm ghê hồn không? Tóc nó mềm quá trời mềm luôn. Tóc mình cũng không có uốn gì hết nha các bạn. Rồi, như các bạn chưa có nếp các bạn cứ chẻ như thế này. Không sấy, không có máy sấy vẫn ok luôn. Có máy sấy thì càng tốt. Các bạn chẻ đều đặn như thế này khoảng 1 tháng, 2 tháng gì đó là tóc mình nó tự vào nếp. Tóc mình nó mềm cho nên nó dễ vào nếp nha các bạn. Còn một số bạn tóc cứng thì nó sẽ xè ra nó như thế này à, thì các bạn sẽ sấy. Đầu tiên các bạn ít nhất phải có một chiếc máy sấy. Máy sấy thì ở đâu cũng có bán, giá thì cũng mức đại, mình thấy cũng rẻ lắm á, 100 mấy, 200 là cũng có một cái máy rồi đúng không. Máy xịn thì không cần thiết đâu, có máy xài là được rồi các bạn. Rồi đầu tiên các bạn chia ngôi xong, các bạn sẽ sấy hết tóc cho nó bay hết qua bên đây, sau đó sấy hết tóc cho nó bay hết bên đây cho nó khô, thật khô nha các bạn. Không cần đẹp, không cần gì hết, chỉ cần khô thôi. Ok, mình bắt đầu sấy. Ok, sau khi sấy xong thì tóc của mình nó sẽ xè ra như thế này các bạn. Thì một số bạn tóc nó cứng thì nó còn xè cứng hơn mình nữa. Thì cách của mình nó sẽ như thế này. Các bạn dùng lược như nè, chải ra sau, sau đó dùng cái máy sấy thổi vào, thổi một cái chân tóc. Rồi sau đó lấn lên tí, rồi sau đó lấn lên tí, rồi lấn tới cuối luôn các bạn. Tức là các bạn sẽ chia từng ít như nè. Chia một lần một ít như thế này, chia lần ít như thế này. Rồi các bạn sấy hẳn vào chân tóc nha. Sấy ấm thôi, đừng sấy nóng quá rát cho đầu nha. Ok. Sau khi sấy xong á, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp á, mà tóc các bạn nó giận nhẹ nhàng giống mình rồi á, thì thôi. Còn một số bạn á, mà tóc nó cứng quá nó đi chỉ hẳn xuống á, thì các bạn làm vậy nha. Các bạn chặn tóc như thế này, sau đó lấy cái máy sấy thổi ra. Đó, thổi một tí thôi cho tóc nó có cái độ giận nhẹ nha các bạn. Ok, sau khi sấy xong mình sẽ dùng một ít sáp. Thoa đều lên tay, thoa đến khi nào các bạn không thấy sáp lên tay nữa, không thấy luôn nha. Rồi các bạn sẽ vuốt, tập trung vào cái điểm này, các bạn vuốt hết cho biết sao. Phần này không vuốt. Rồi sau đó các bạn vuốt cái phần này ra sao. Vuốt bằng những cái ngón tay các bạn cào ra.
cào ra, sau đó ém lại, cào ra rồi ém lại. Đó, sau đó cái phần không vuốt này các bạn kéo xuống. Rồi cái phần nhô các bạn lúc nãy vừa kéo ra sao, bạn đè xuống. Đó, ok, vậy là mình đã vuốt xong. Lúc này các bạn lấy gom xịt lên cái tóc của mình, xịt để xa xa tóc rồi các bạn cuốn đều lên cho nó giữ nếp nha các bạn. Ok, vậy là đã xong. Cái kiểu tóc này các bạn đi xe gắn máy các bạn đội mũ thoải mái luôn, tại vì mình cũng đi xe gắn máy như các bạn đó nha. Đó, các bạn đội mũ thoải mái. Ok, mình sẽ cho các bạn xem. Cun ngầu này các bạn có thể phá cách một chút xíu là các bạn mang cái phần 4 này nè kéo xuống thì các bạn sẽ làm được những cái kiểu tóc giống như những bạn những bộ phim Hàn Quốc đó các bạn, những cái chàng sinh viên ngố rồi các thứ trong phim Hàn Quốc á. À, như thế này nó sẽ bớt ngầu lại một tí nhưng mà nhìn nó sẽ dễ thương, nhìn nó dễ thương hơn. Các bạn kéo phần này xuống nha, sau đó các bạn dở phần này lên kéo qua. Ok. Kiểu tóc này nhìn nó dễ thương hơn một chút xíu và bớt ngầu. Các bạn xem nhé. Ok, ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn một kiểu tóc rất là đơn giản và áp dụng được với hai kiểu luôn nha các bạn. Thì các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình để ra những clip sau hay hơn nha. Xin chào.